lớn lên. Xin chào các bạn, hôm nay mình ăn kem Bunny lốc xoáy. Kem Bunny lốc xoáy là kem gì? Là kem Oreo lốc xoáy đó. Wow, kem Oreo rồi còn lốc xoáy nữa hả? Đúng rồi. Mà kem này ngon không vậy? Ủa ở trên nó có cái gì đó, cái gì vậy? Cái gì vậy trắng trắng vậy? Kem á. Ở trên là cái gì? Trên này là cái gì vậy? Kem hả? Rồi ở dưới cái ly là cái gì vậy? Nước sô-cô-la. Nước sô-cô-la hả? Ngon. Wow. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon lắm hả? Kem này nhiêu tiền vậy? Không biết, được 4 triệu hay gì vậy? 4 triệu luôn hả? Kem vanilla lốc xoáy hả? Là 4 triệu? Gì mắc dữ vậy? Nó đâu rẻ mà. Rẻ hả? 4 triệu là bao nhiêu mà rẻ? Mình đâu có biết đâu. Không biết sao biết rẻ? Hả? Trên YouTube á, mình đâu có biết gì đâu. Học trên YouTube mà biết. Mình học trên YouTube mà mình biết 4 triệu. 4 triệu là rẻ mắc. Rẻ. 4 triệu là rẻ hả? À. Mà ô nguyên ly đủ hết không? Uống hết nguyên ly luôn hả? Đúng rồi. Sao? Mà cái ly này uống bao nhiêu lâu mới hết? Uống 4 tiếng này. Uống 4 tiếng luôn? Vậy là ngồi ở đây 4 tiếng mới hết ly này hả? Đúng rồi. Wow. Mà ly này ngon không? Ngon không? Ngon chứ gì? À cái. Mà từ bữa giờ mình thích uống này lắm luôn á. Vậy hả? Từ bữa giờ thích uống lắm luôn hả? Mà từ bữa giờ là đi bao nhiêu quán rồi? Mấy quán? Là mấy quán? Mấy? 4 quán. 4 quán hả? Quán nào với quán nào? Quán này kia quán khác nữa. Quán này với quán khác là mới có 2 quán hả? Đúng rồi. Vậy là mới có 2 quán, còn 2 quán nữa đâu? Ừ, chút tí mình giới thiệu tiếp nha. Gì tiêu? Chút tí mình ra ngoài mình giới thiệu chút. Tí ra ngoài mình giới thiệu chút hả? Thôi giới thiệu liền đi cho khán giả người ta biết. Thôi bà hỏi mày nữa đi, bà hỏi mày nữa mắc cửa. Mà cỡ hả? Sao kỳ vậy? Thôi vậy chỉ. Đây mắc cỡ quá. Vì mắc cỡ thì thôi mình chào đi, chào khán giả đi. Chào. Chào đi rồi mình tao mới tắt được, chào đi.